Đây em không biết có gì, vừa đây mà. Có không ạ? Có. Có hương. Có quá đẹp. Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Đêm hôm nay em lại đi thâu chân những cái bác bẫy chim. Hiện tại là mới bắt đầu xuống thì mấy anh em đang bắt đầu căng lưới đó. Thì thấy cái lưới này người ta nói là người ta tự may lấy hoặc là mua cũng được. Người ta căng khoảng tầm cỡ 3-4 mét gì đấy. Đấy đúng không ạ? Ngoài này, hai ông ngoài này chủ yếu là bảy chơi chơi xuống như đây là em cũng đi xin máy với được quay đi quay các cảnh của mấy anh em đang chuẩn bị công tác để bẫy chim, nhất là người ta căng lưới thì thường thường là căng lưới nó trùng trùng một chút á, thì khi con chim nó người ta mở cái tiếng kêu của các loài chim, ví dụ người ta bẫy chim quốc thì người ta cho tiếng kêu Trung Quốc, người ta Ừ, bẫy đây tiếng có cái cọc đấy rồi, mình cắm vào trong cái cọc đấy luôn thôi. cò thì người ta bật tiếng loa của cò lên. Đấy, thì hiện tại là dưới đây là cánh đồng không mông quạnh nhỉ. Nói chung là đêm tối là tầm này 12 giờ hoặc 1-2 giờ rồi. Thì cái này là người ta đánh cái loại chim mà chim nước á, thì đa phần là chỉ đánh về đêm. Thế như không giống như là vàng Anh hoặc là béo là chủ yếu là ban ngày. Nhưng mà cái chim nước này á, là chủ yếu là nó đi ăn đêm, giống như con cò người ta người gọi là con cò mà hay đi ăn đêm ấy. Thì chim nước này nó chủ yếu là nó vào đêm thì người ta dùng bằng lưới người ta đánh bẫy. Đang chuẩn bị công tác cắm cọc các thứ rồi cắm lưới đó mọi người. Thì cái con cuốc này chủ yếu cuốc này, cò này, rồi là gà đồng này, lè lè các thứ này, là chim nước hay ăn tôm cua cá ốc đấy, thì nó đi đêm nên là người ta đặt bẫy là thường thường là đặt về đêm đấy, chủ yếu là ở dưới cánh đồng. Những con dạng như chim này thì đa phần là nó ăn ở dưới cánh đồng như cá tôm ốc hết, nói chung là về đêm hoặc là cào cào châu chấu ấy. Khó. Khổ quen rồi sướng không chịu được. Ông có hiểu là khổ quen rồi thì sướng không chịu được không? Mà sướng quen rồi thì khổ cũng không chịu được. Không, ông hiểu ý gì nữa? Không phải nhá, không phải đâu. Ở nhà nhá. Tôi thấy đó, thì hiện tại tôi nếu tôi người giờ này ở nhà. Thực tế nó là vậy. Là đi với ông như thế này, ông kiếm người mấy ông đấy còn đi đi công việc đi đi thôi. Thì đây mẹ nhà cao cơ rộng không nằm đi ra ngoài đường ra ngoài bờ ngoài bụi nằm sương nằm gió này đúng không? Cơm nước nước rót thì mẹ rượu bia có không chịu gì ạ. Chị dư dư mới nói người ta mới nói ông bà nói không sai mà khổ khổ quá mà sướng cũng không chịu được, mà sướng quá khổ cũng không chịu, à sướng quá mà khổ cũng không chịu được. Trên đời mẹ nhiều lúc phải tìm cái cảm giác của mình nó phải phù hợp với mình. Thế thôi mà bây giờ ngoan quá cũng khổ đúng không? Hay là cái sung ngoan cái khổ bây giờ đang xuống nó giải thích chính xác. À, đúng rồi đấy, cay nhất là cái chỗ này ngon quá trong đi đâu cũng có người sai đấy đúng không? Đấy, anh em ạ, mình giờ ra thử một mình coi đi giữa đồng không mông quạnh cả đêm phát coi mình coi như thế nào có cái không đấy, anh em ơi. Đi là quay trộm thôi, cái tầm này là mà sớm thì là chưa có ai trước xem có cái gì không ấy. Bây giờ mà quay trộm mà bây giờ mà ra rồi mai mà cô anh em với thằng này đang ngủ ấy, thì đang đi quay trộm rồi mai mà có cái gì không ấy. Một cánh đồng không mông quạnh có gì không ấy.
Ôi, nó không thấy cái gì. Em đợi lần đầu tiên trong đời cũng đi ra xem cái cảnh đọc không nên quận đi một mình thử luôn cái cảm giác đi đêm này còn sao sẽ đi đêm một mình này là cảm giác này còn thì có cái gì đó khám phá tìm cái lội xuống dưới nước này còn nhỉ. Ôi, không có gì ở nhà không có gì không có gì. Không có gì đấy nhẹ. Hơi buồn. Chán nè. Để đoạn sau thôi. Chứ còn bây giờ không có gì cả. Nhìn gì ra đây. Thử thử luôn như thế nào không. Không có gì luôn. Chán đỡ. Hơi buồn. Có cái gì còn đã buồn. Không có gì buồn lắm mọi người. Tôi phải chấp nhận thôi. Này sương gió, sương mỏng gió đi không nhẹ quyết định thực sự đi mà bây giờ tôi được nghe rồi quyết định nguyên sự đêm này đi đi cầm đi cái chơi này cần bắt đầu đi. Xin kính chào quý cô chú anh chị đến với kênh Độc Lạ Lam Sơn. Đêm nay anh em là gió mùa đông bắc tràn về rồi, hôm nay là vừa gió mùa vừa không khí lạnh đã tràn về miền Bắc. Đấy, anh em quyết định đêm này là đi xuyên đêm luôn, đi săn xuyên đêm luôn. Đây mọi người thấy không, em thấy đâu đây sợ quá sao mà cái được nghe cô luôn trời khóc lắm tất cả đêm rồi đấy gần 4 giờ sáng đấy mọi người. Mọi cũng phải cố gắng mà thức để mà quay cho bà con cô bác cùng xem rồi đấy, xong được nghe rồi đấy. Mà sáng rồi mọi người ơi, sáng rồi dậy thôi, đấy, mặt trời mọc rồi, trời đã mọc rồi, sáng rồi đấy mọi người ơi, đấy, mặt trời mọc cũng đông rồi mọi người ơi, sáng rồi, qua đã. Đây, em không biết có gì. Vừa đây mà. Cò không ạ? Cò. Cò hương. Cò quá đẹp. Được một em cò. Có hương, không có hương lắm mọi người, đẹp, chú cò, cò cặp bến, cò đẹp đấy, cò đẹp. Được an ủi bên một đêm, an ủi được một chú cò. Hai em cuốc cò, cuốc và cò, cò và cuốc, cuốc mốc là một con cò hương đấy. Cẩn thận không nó mổ mắt ạ. Chùa hương là nó mổ ác lắm. Cũng mong
Cái này là hai con viên con đi thôi. Đánh đời cầm. Ui tôi có thưởng. Bộ mình cút đây. Bộ mình cút. Chìm to lắm đó mọi người. Ôi trời ơi chìm. Quá đã chìm. Quá thích luôn, chim này chim thiên nga nha mọi người. Đấy, chim thiên nga đấy, ui cha, ui là ui chim thiên nga nó to lắm, nó to đấy, đã chưa? Thì sáng ở đây mọi người, anh em chuẩn bị công tác để thu lưới đi về đó. Mọi người thấy video của em hay và ý nghĩa này thì cho em xin một like, một đăng ký kênh nha. Để ủng hộ em có động lực ra video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye tất cả mọi người.